về cái khái niệm nền tảng tích lũy thì nó dựa trên cái gì ạ? Nó dựa trên cái lý thuyết gốc hoặc lý thuyết đao ha. Rồi mọi người nhớ cho em nha, cái câu khẩu quyết em đọc lại ha: thuận trend thì vol tăng mà nghịch trend thì vol giảm. Rồi mọi người nhớ khẩu quyết này cho em nha. Rồi thuận trend vol tăng, nghịch trend vol giảm, thì bất cứ lúc nào mà mọi người thấy cổ phiếu nó đi vào cái trạng thái là gì ạ? Thuận trend vol tăng nhưng mà nghịch trend vol nó cũng tăng luôn, rồi xong sau đó nhịp đó là gì ạ? Là thuận trend mà vol nó giảm, thì lúc đó là người biết nó đảo pha rồi, không, nó đảo pha rồi đó. Thì giai đoạn đó là giai đoạn chúng ta sao cơ cấu xử lý danh mục lại đó ha. Rồi rồi đó là những cái chúng ta cần lưu ý ha. Rồi thì đối với cái nền khái niệm về nền tảng tích lũy á, ở đây chúng ta phân loại ra hai cái dạng nền: nền một là nền tích lũy ngắn, nền hai là ủa nền một là tích lũy dài, nền hai là nền tích lũy ngắn đó. Nền tích lũy dài đó là những nền nó có thời gian tối thiểu là từ 3 tới 6 tháng, rồi có những nền là từ cả năm. Là đó là giai đoạn gì đó, đó là giai đoạn sau khi cổ phiếu nó kết thúc một chu kỳ downtrend, đúng không? Hoặc là gì là nó vừa có nhịp tăng gọi là X2 đó, thì thường nó có một cái nền tích lũy đó. Rồi tùy theo biên độ ha, ví dụ thường á, những nền mà biên độ thấp á, thì thường là nó thường xuất hiện ha. Những nền mà biên độ thấp thì nó thường xuất hiện sau cái downtrend, đúng không ạ? Đây là giai đoạn khoảng một cái khoảng lặng về giá, tạo lập họ gom hàng trở lại, đoạn này ai ai bán hết rồi thì không còn người giao dịch nữa, cho nên là giá sẽ rất biến động rất ít và volume cũng rất nhỏ ha, biến động volume rất nhỏ, cho tới khi sao lái cũng túc tắc họ gom hàng từ từ chỗ này, cho tới khi sao cổ phiếu có thay đổi về kết quả kinh doanh ha. Cho nên á, một khi mọi người quan sát chỗ cổ phiếu này ha, rồi mọi người tìm chỗ này là một cái mẹo, thêm một cái bí quyết nữa nha, thêm một cái bí quyết nữa để mình phân tích nhìn được cái xu hướng cổ phiếu, dự đoán được cổ phiếu nó chuẩn bị vào trend tăng. Rồi đi xuống cái hình dưới em vẽ minh họa cho mọi người. Rồi rồi thêm đây là khái niệm thứ nhất, nền tích lũy nền một. Đây là khái niệm thứ hai ha, nền, những cái nền gọi là, đây gọi là nền gốc, nền mẹ nè, sau đó nó tăng lên, nó có những cái nền con ở đây, đúng không ạ? Nó có những cái nền con ở đây, đúng không? Đây ta gọi là những nền ngắn hay những nền nhỏ đấy, thường có thể là 1 đến 3 tháng, có những nền nhỏ nữa, nhưng mà trong xu hướng lớn thì những nền nhỏ hay có những nền kiểu là 1 đến 2 tuần á, thì trong xu hướng, xong xu hướng lớn thì nó là những cái nền nhỏ nhỏ trong đây nè, thì chúng ta không tính, chúng ta tính những cái nền mà 1 đến 3 tháng, những cái nền đây nè đấy, trong xu hướng lớn thì đây là những cái nền như vậy. Rồi nền dạng nền hai. Rồi biên độ tích lũy chuẩn của 70%, đây đạt là điểm của một cái nền ha, là trong suốt cái nhịp này nè đó, là biên độ, là mỗi cái nến nó có một cái cây nến hai cái độ nè, đúng không? Cái khoảng cách giữa cái giá hai tới cái giá lô ta gọi là biên độ đó, gọi là biên độ của 70% các phiên giao dịch đó là nằm trong phạm vi là nhiêu, là 2%, được chưa? Đó kèm với volume thấp, thấp là gì, dưới mặt trung bình, đúng không ạ? Rồi 70% anh chị đếm ha, là ví dụ trong đó thì nó có 100 cây nến, nguyên đoạn đó 100 cây nến mà có 70 cây nến là gì, biên độ nó dưới 2%, thì đó gọi là nền tảng tích lũy đó. Mọi người nhớ chỗ này ha. Rồi ba hình ảnh minh họa nè, đây thì đây là cái nền dài nè, đúng không ạ? Rồi trong mỗi cái nến này nè, nó đều biên độ là quanh quanh 2%, đúng không ạ? Rồi mọi người đấy thấy giống mấy cái bài của mấy con xưa, Bình Minh hồi xưa, hoặc là VRE đoạn này không? Đoạn này nè, đây là cái bài dài lắm anh chị nha, mấy tháng một năm đó, nhưng một khi nó vô trend đi ha, đây là chưa vô trend, một khi nó vô trend thì nó có phương trend phương này nè, thì chạy cho mọi người thấy, nhưng hai là bình thường ha. Rồi đây là những nền dài đó, nền dài thì thời gian nó phải gì, nó phải tính bằng năm, những nền như vậy cổ phiếu chạy đã lắm rồi rồi ha. Nó mình có công thức để tính đánh được hết. Mọi người nhớ nè, bây giờ xong mọi người dùng luôn cái app Finexi để mọi người up exit trade, để mọi người đặt lệnh luôn những cái này nè. Cái việc cái nền chúng ta ngồi chờ á, nó vô nghĩa chúng ta đợi, mà thường á lâu ngày chúng ta quên, chúng ta không nhất thiết phải mua trong cái nền, đa phần là do ảnh hưởng từ cái công cụ giao dịch đó, cho nên đó là hầu hết các nhà đầu tư trường là hay rơi vào một trong hai trạng thái như sau: một một là không có thời gian chờ cái chỗ này, chờ cái nền nó chờ cái việc nó tăng lên á, cho nên là gì, coi như đánh cược vào cái việc là coi thêm cơ bản nữa, coi này cơ bản tốt hay không, thì đánh cược vào cái việc là gì, kiểu gì nó cũng sẽ tăng thôi, cứ mua chờ là gì, mua thẳng mua sớm trong nền luôn, nên có thể mua đây cầm cho thêm 1 2 3 tháng nữa, 2 tháng nữa rồi nó mới chạy. Đó gọi là mua sớm. Trạng thái thứ hai đó là gì nè, là vẫn theo dõi nhưng mà thời gian bị quên, bị quên cái tới hồi nó break out á, là để ý được ở đây rồi, tính được đoạn này rồi, nhưng mà sao còn con đoạn này đợi không được, cái bị coi như là bị quên,
sau một thời gian tự nhiên nó giật đứng lên này, thì tới khi mà nhìn lại nó chạy lên tốt lên đây rồi, hoặc là nó chạy lên đây rồi, cái là thì sao mid trend luôn, mid trend thì gần như là bỏ luôn, không đánh được đoạn này nữa, hoặc thậm chí tới đây thấy nó chạy tới đây không đánh được nữa, bỏ luôn. Đây là trường trạng thái thứ hai, đó là bị quên, được không? Rồi có một trạng thái nữa là ra nằm trong chỗ số 1 của nàng là mua sớm. Mua sớm là gì? Đợi không được á. Ha, mua sớm nó có trường hợp ha, là đợi được ha. Đợi được có trường hợp là đợi không được thì sao? Bán non, bán sớm. Còn một trường hợp đó là gì? Là bị giá nó đang đi ngang này, nó lắc xuống cái cho nó bật lên rồi nó bật lên. Đây gọi là quét stop loss cuối cùng, gọi là nhịp rung, gọi là nhịp quét stop loss, những cú check out. Và mọi người tin không? Ở đây nó là một mẫu hình đó nha, nó là một hình trên thế giới đang có luôn đó. Đây là một cái bạc tình đó anh chị, chứ không phải là một cái thế vẽ chơi đâu. Trên thế giới nó có một cái bạc tình là như vậy nè, cổ phiếu đang đi ngang xác nhận vùng bay ha, đấy xác nhận vùng và giá trị của nó xong á, thường mọi người sẽ quan trong đây mọi người không đánh thì họ chỉ đánh, họ chỉ quan sát cái chỗ này nè, khi nào xuất hiện một cái nhịp break mẫu hình xong sau đó kéo giật lên lại thì là đó là cái chỗ họ đánh á, kéo giật lên lại phân nửa cái chỗ này thôi, hoặc là mọi người dùng volume profile nó hiện ra cái VA đó, thì bất kỳ lúc nào mọi người thấy ha, giá nó đang như vậy nè, nó giật ngược về đây mà nó cho lũng đây luôn rồi xong nó sẽ kéo lên lại. À, nó kéo lên lại vượt cái vùng VA này luôn, vượt vùng này là đây, rồi nó tích lũy ngang ngang đây nè, rồi nó bùng tiếp thì đây là cái điểm vào của họ, đây là một cái mô hình trên thế giới có luôn, đúng không? Ta gọi là cú kéo kéo giật lùi á, ha, check out đây xong là kéo giật lùi về đây là xong chạy lên luôn, không? Thì cái thế của nó là gì nè, đó, mô hình form của nó là vậy, cái này là form tăng, còn form giảm thì sao? Giảm giật ngược thế này, đó, tại form giảm thì nó sẽ vậy, form tăng thì nó như này. Thấy không? Đó, thêm một cái chỗ về mẫu hình em muốn chia sẻ thêm cho mọi người. Rồi, nền này. Nền hai ha, những nền đây là nền bạc, nền 1 tháng tới 3 tháng nè. Đây là những nền dài. Rồi, mọi người nhìn nè. Thì nhìn trên đây mọi người thấy đây là nền gì ạ? Nền 1 đúng không ạ? Đấy nền 1 đúng không? Đây, biên độ tích lũy chuẩn của các cổ phiếu trong đoạn này là gì? Đây là trường hợp KBMB nè anh chị. Đó, đúng không? Một cái nền dài tích lũy tới 1 năm. Xong sao ạ? À? Đó nó cho đi chỗ này, đoạn đó là em đánh ngay chỗ này là mà em còn bị đó, em bị rơi vô trường hợp số 1, em mua sớm xong xong nếu nó đi ngang em cầm mà em bị trường hợp gì nó quánh sách ao luôn, nó quánh cho cắt lỗ luôn đó, nó quánh sập xuống này nè, xong rồi nó đi ngang mất thanh khoản luôn, mà chỗ này á em không phải bán vì em cắt lỗ ở đây mà là em bán vì cổ phiếu nó vi phạm nguyên tắc của em là mất thanh khoản, nó quánh mất thanh khoản luôn, nguyên tắc em không thể nào cầm cổ phiếu mà đang mất thanh khoản vậy được hết ha, rất rủi ro luôn, cho nên là trường hợp đó em phải đợi có von em ra, mà rõ ràng bị dính vô cái bài của nó tạo von xong em ra, tạo cây tạo von lên nè, khu vực này tạo von rồi cái cây bùm, cái cây breakout này là cây muốn ra gần hết đó, nó tạo von cho em kiểu kiểu vậy đó. Đó đây là trường hợp còn tăng nha, còn có von nó, còn những trường hợp nó bị tắt thanh khoản nha, nó cắm xuống là chết anh chị, chết hồi đó em bị chết, chết kiểu này là lúc mới mà anh chị em bị chết chỗ này nhiều lắm, cho nên là gì, đối với cổ phiếu nha nó có nguyên tắc nha, không có thanh khoản làm không chơi, tốt cỡ nào tốt cũng không chơi, tại vì là không có thanh khoản sẽ có những cái mặc dù cổ phiếu rất tốt nhưng sẽ có những tổ chức hoặc những đơn vị hoặc những là gọi là tài phiệt ẩn thân á, họ sao à? Họ cố tình họ nhấn, họ có lực mà, họ có họ gom, họ có kho cổ phiếu sẵn mà cổ phiếu đang thanh khoản yếu thì ví dụ thanh khoản một ngày nó có 50.000 cổ mà. Thanh khoản một phiên như vậy đó thì trong đó sức mua đâu đó cho khoảng 25.000 cổ, sức bán là 25, rồi sao nữa, mà ông này đang nắm 300.000 cổ, ông gom đâu từ trong đây nè, ông gom cho đủ 300.000 cổ, cú này ông nhấn xuống, ông đem ra 20.000 ông bán thôi là cổ phiếu muốn sàn rồi. Nó hấp thụ chỗ này hấp thụ hết, còn 5k là cổ phiếu muốn sàn này. Là giảm 45% rồi, nó nhấn thêm 5k nữa là cổ phiếu banh. Là tại vì ban ngày cơ bản là thanh khoản như vậy và nó có bao nhiêu đây volume rồi, anh chị nhấn vô thêm 25k nữa là 75k là coi như là nó chiếm hết hơn hết 50% cái thanh khoản rồi. Là bao sàn luôn. Cậu nó vào không kìa là bao sàn luôn. Đây là trường hợp thứ nhất là vô từ từ trong phiên nha, còn một trường hợp nhấn cực kỳ dễ nữa là gì, vô ATC em nói chỉ phút 44 à, nó chất cho 25.000 bao sàn lái không cần kịp, trừ khi giống như Mỹ thị trường Mỹ á, nó có bot, mỗi cổ phiếu nó có con bot, nó bot nó cân lệnh thì nó luôn luôn nó nhanh, tức là nó tính, tức là nó ngồi nó quan sát trực tiếp cái chuyển động của cổ phiếu đó, nó quan sát trực tiếp cái cung cầu trên thị trường, bất kỳ lúc nào mà có một cái lệnh nào mà nó bật lớn ra là bot nó vô ngay lập tức, nó tính bằng mili giây ha, lệnh nó vừa ra là bóp vô lệnh nó ứng liền, nên là mấy cái vụ mà đạp như ở Việt Nam là không xảy ra được,